Xin chào cả nhà. Hôm nay thì em nhập thêm 3 chiếc máy hút ẩm về phục vụ các bác nhé. Năm nay phải nói là quả thật cái máy hút ẩm nó cao từ đầu mùa luôn các bạn. Đấy. Từ đầu những cái tháng 8, tháng 9 mà máy giá đã rất là cao rồi và bây giờ lại còn cao hơn thời điểm đấy. Đấy. Nhập về thì không biết là bán cho các bác giá bao nhiêu. Thật sự ra là giá thì vẫn cố bán như năm ngoái thôi, nhưng mà cái đầu vào nó quá cao thì cái lợi nhuận nó cũng không còn được bao nhiêu. Thì năm nay các bác thấy em lên hút ẩm rất là ít vì là chưa dám nhập nhiều, không biết là tình hình là nó giá cả nó thế nào lên hay xuống nữa. Đây. Ở đây là ba cái con hút ẩm Panasonic 14 lít các bạn, điện 220V nhé. Hàng đã test dọn, lau chùi vệ sinh sạch đẹp, chạy ngon lành hết rồi. Ba con Panasonic điện 220V, mẫu mã thiết kế rất là đẹp. Cái dòng này lành bền, hút khỏe, chạy êm, có công nghệ Eco được các bạn này. Đây. Có giao diện bằng tiếng Anh vì 220V mà, cho nên giao diện tiếng Anh các bác nhé. Tắt bật nguồn này, chế độ hút ẩm này. À, chế độ đây hút ẩm. Hút ẩm sấy quần áo các bác nhé. Sấy quần áo có Eco Auto này. Đấy, có chế độ Super 2 cao sấy quần áo tốc độ cao. Chạy Eco này. Đấy. Đây ba cái tốc độ này bình thường là hút ẩm này. Hút ẩm chế độ cao, trung bình, yếu, auto. Bình thường khi bật lên sẽ tự động. Ở đây là cái gió. Gió cao, thấp. Đảo bánh gió thôi. Quá. Đây, cái này đảo gió hẹn giờ. Đấy, tính năng của con này nó cũng khá là dễ dùng. Có sấy quần áo vào mùa nồm các bác hút ẩm để sấy quần áo rất là hay luôn. Cho một quần áo vào trong một cái tủ nhỏ hoặc một cái phòng nhỏ các bác hút ẩm. Đấy. Ba con này tính năng nó đều như vậy cả các bác nhé. Đều giống nhau thôi. Đấy. Các thứ tính năng giống nhau hết. Hẹn giờ đều hút ẩm sấy quần áo Eco hết. Yeah. Tốc độ gió các kiểu. Panasonic thì nó là đỉnh cao về công nghệ rồi. Đây, mẫu mã con này đẹp. Quai sách hai bên, dàn chiếc đẹp bình nước ở đây các bác nhé. Mình nhớ con này cũng khá là to đấy. Trông thì nó nhìn các bác sườn là vậy thôi, mà con này nó phải tầm rơi vào tầm khoảng 5 lít 4-5 lít nước gì đấy. Tem mát ở đây các bác hút 14 lít một ngày nhé. 250W, điện 220V. Yeah. Dàn nó còn rất là mới này. Toàn bộ hút ẩm Nhật thì nó là ống đồng hết. Cái chiếc này em bán là 3,8 triệu, bảo hành 1 năm. 3,8 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm. Giá thì vẫn bán như năm ngoái thôi, nhưng mà đầu vào nhập thì rất là cao rồi đấy ạ. Đấy, con này nó có cả cái chế độ như là đẩy gió đằng trước này các bác này. Đấy. Mình muốn sấy quần áo, cái luồng gió nó thổi đi ra rất là nhiều thì mình mở cái đấy ra thêm này. Để chế độ hay bật lên tự động này. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ nha. Và hút ẩm thì sẽ về tiếp thôi, nhưng mà không dám nhập nhiều. Con này nó là dòng bình dân đấy các bạn. Giờ toàn bốn 5 triệu, nhập 5-6 triệu cái máy hút ẩm. Kinh khủng. Chào các bạn.